Thưa quý vị, luật thủy sản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Đây là luật chuyên ngành có nội dung bao trùm lên tất cả các hoạt động trong ngành thủy sản. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng có hiệu lực, nhiều nội dung của luật này vẫn chưa ra được thông tư hướng dẫn, khiến nhiều địa phương lúng túng trong việc triển khai. Đặc biệt vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp với các văn bản trước đây, gây khó khăn trong quản lý ở các địa phương. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu lên tiếng tại hội nghị toàn quốc triển khai luật thủy sản, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự VTC16. Một số đại biểu nêu, luật thì đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, nhưng tới tận thời điểm này, vẫn còn có nhiều cách hiểu khác nhau về việc cấp phép hay không cấp phép cho tàu cá đóng mới trong các quy định tại quyết định 27/2017 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 21/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý tàu cá. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới cải quán cho mua tàu cá thì ở cái điều 57 của nghị định nó có quy định là cụ thể về cái thẩm quyền của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên thì ở cái điều 62 của luật thủy sản á thì lại là quy định là cái thẩm quyền là ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thì cái này nó cũng hơi cái nó cũng hơi chéo. Một số ý kiến khác cho rằng các chi cục thủy sản hiện đang rất lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại phát sinh, việc thực hiện các chính sách cho chủ tàu, ngư dân, người nuôi trồng thủy sản. Lý do là một số thông tư hướng dẫn thi hành luật thủy sản được ban hành chậm hơn tới 3 tháng so với thời hiệu luật thủy sản có hiệu lực. Theo quy định là phải có 2 nghị định và 8 thông tư, thì hiện nay thì nghị định chưa ra đời. Mà nghị định chưa ra đời thì nó rất bất cập trong quá trình thực hiện thực thi nhiệm vụ ở tại địa phương. Bà con ra khơi, đó là yêu cầu bức thiết. Nhưng mà cái giấy phép khai thác thủy sản thì chúng tôi cũng chưa có cái căn cứ để cấp. Tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, hiện có gần 10 nội dung của các tỉnh thành trên cả nước đang cần phải được làm rõ hoặc giải đáp một cách thấu đáo trong luật thủy sản. Ngay trong tuần tới, Tổng cục Thủy sản sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tháo gỡ và giải thích rõ hơn cho các tỉnh từng thắc mắc cụ thể, đặc biệt là tập trung vào quản lý tàu cá theo quy định của Ủy ban châu Âu EC để gỡ thẻ vàng. Qua kiểm tra một số tỉnh thì thấy cái việc ghi chép 5 cái tiêu chí, một là đánh xem tàu còn vi phạm không, thì tình trạng tàu vi phạm vẫn còn. Thứ hai là quản lý tàu ra, thứ ba quản lý tàu vào, thứ bốn sản lượng cá, rồi thứ năm nguồn gốc thủy sản đều chưa được quản lý một cách chặt chẽ. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, ngay trong tháng 3 này, các nội dung trọng tâm trong luật thủy sản như quản lý an toàn thực phẩm trong đánh bắt và nuôi trồng chế biến thủy sản, kiểm định tàu cá, cấp phép đóng mới, cải tạo và công nhận cảng cá đạt yêu cầu, lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, sẽ tiếp tục được cơ quan liên quan giải thích rõ cho các địa phương.